trông có vẻ ngon. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Hôm nay mình đến nhà hàng Love Photons Món Việt Nam. Đây là Iwate Mindo Bank, Nhật Bản. Ở đây có nhiều món ăn Việt Nam và Thái Lan. Sự thật là 2 năm trước mình đi đến đây và ăn bánh mì. Hôm nay mình muốn ăn combo này. Ở đây có trang trí đèn lồng nàng rất là đẹp. Ở đây rồi nàng, cho một chút nhé. Trông có vẻ ngon. Thật ra là trong combo này có tai gà chiên, nhưng hết rồi nàng thay đổi trả đồ. Chi phí này khoảng 200.000 đồng. Chúc mình ngon. Ngon quá. Chán này là lemon. Lemon lẫn hơn chán Việt Nam. Vị súp này hơi thay đổi. Ngon quá. Thịt gà cũng ngon. Thịt gà mềm và nhẹ nhàng. Nên rất ngon. Shinsuke thích thịt gà hơn thịt bò. Từ Việt Nam đến Nhật Bản không thể nhập khẩu sản phẩm Việt Nam, nhưng mà không sao, ngon. Tiếp theo là chả giò. Rất lớn. Ở đây có giải giới thiệu các ăn phở nàng ăn đơn giản. Tiếp theo là gỏi cuộn. Gỏi cuộn này giống như Việt Nam. Shinsuke nghĩ gọi cuộn này lớn hơn Việt Nam. Nhưng mà ngon, có nhiều rau. Shinsuke thích nhất là phở này. Vị đạm và có nhiều rau và có nước dùng và có bánh mì nhỏ. Bánh mì thịt gà. Tuyệt vời. Khi ăn món ở Việt Nam thì Shinsuke nhớ Việt Nam. Shinsuke món quả chua rầy Việt Nam ngay nha. Nếu người Việt sống ở Iwate thì mọi người hãy đến đây nha. Có sốt này nè. Phở thêm vị cay. Chủ nhà hàng này đã sống ở Hội An và người Phúc vừa ở đây là người Việt Nam, nên chắc chắn hai người biết vị Việt Nam. Tiếp theo là phở tôm. Shinsuke chưa bao giờ thấy phở tôm ở Việt Nam, nhưng mà rất là ngon. Súp này rất là ngon. Vui quá.
phở và súp này hợp thức nha. Shinsuke nghĩ người Việt Nam chắc chắn thích món này. Nên Shinsuke nấu món này ở Việt Nam nha. Xin lỗi nha, Shinsuke không biết nấu ăn. Nên Shinsuke làm Kazu nấu ăn phở tôm. Cuối cùng là cà phê sữa nóng Việt Nam. Hấp dẫn quá. Ngon và thoải mái nè. Xong rồi nha. Món ăn nhà hàng này và Việt Nam hơi khác nhau nhưng mà rất ngon. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye.